Để phát triển đàn bò sữa một cách có hiệu quả và bền vững, đặc biệt là nâng cao chất lượng bò sữa trong nông hộ, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã triển khai mô hình sản xuất thức ăn TMR chăn nuôi bò sữa. Trong đó, khẩu phần thức ăn cho bò sữa là kết hợp giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, các phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp, các chất bổ sung khoáng, vitamin và các chất phụ gia với một tỷ lệ nhất định đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bò. Thực tế cho thấy nuôi bò bằng TMR cho năng suất sữa tăng từ 12 đến 15% so với cho ăn các thức ăn thông thường và mỡ sữa cũng tăng vì quá trình lên men ở dạ cỏ tốt hơn. Bên cạnh đó, chất lượng sữa cũng đảm bảo, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho bò sữa và giảm thiểu tối đa các bệnh về sinh sản.